Câu 172 đến câu 175, đây là một cái information, một cái thông tin ha. Câu 172, mục đích chính của cái thông tin là gì? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của bài thông tin em nha. Đáp án trước nào câu A, to promote, để quảng cáo, quảng bá một cái dịch vụ mới. Câu B, to give instructions, để đưa ra hướng dẫn về những cái cách thức, phương thức để mà mua vé. Câu C, to notify, để thông báo, báo tin cho hành khách về một cái chuyến đi bị cancel, bị hủy. Câu D, to describe, để miêu tả, mô tả về những cái procedures, những cái thủ tục, quy trình, thay đổi việc đặt chỗ. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đoạn đầu của bài thông tin trước em nha. Cùng đọc nào. Bài này nói về cái cancellation policies, những chính sách về việc hủy ở open water cruises. Cruise travel, đi lại trên biển bằng tàu á, thì bao gồm planning, cái việc lên kế hoạch, và preparation, cái sự chuẩn bị long term, dài hạn cho cả con tàu và hành khách. We recognize, chúng tôi nhận ra rằng là những du khách, những hành khách thì có thể là occasionally, thỉnh thoảng á, cần phải thay đổi cái việc đặt chỗ của họ, và đã tạo ra những cái chính sách cancellation, hủy bỏ sau. Chúng ta đã establish, đã thiết lập những cái regulations, những cái quy định nguyên tắc này sau khi take into consideration, sau khi xem xét cái chi phí phải gánh bởi open water cruises cùng với những cái yêu cầu, cái nhu cầu của khách hàng. Và cái đoạn này đang nói về việc gì vậy em? Đang nói về những cái nguyên tắc, quy tắc về cái chính sách hủy hay là thay đổi cái việc đặt chỗ, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu D phải không? Là để miêu tả, mô tả những cái thủ tục, những cái quy trình để mà thay đổi cái việc đặt chỗ ha. Ok. Câu 173, cái từ establish ở đoạn 1 dòng 4 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A, institute, nếu mà mình không biết thì để đó ha. Câu B, restore, là khôi phục nè. Câu C, contain, là chứa hay là bao gồm. Câu D, convene, không biết, để đó luôn ha. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ establish đang ở trong ngữ cảnh nào em nha. Đoạn 1 dòng 4 em dò thử xem. Ở đây form nào, đọc lại câu này nha em. Chúng tôi đã establish, đã thiết lập lên những cái quy định, những cái quy tắc này sau khi xem xét cái mức phí được gánh bởi open water cruises cùng với những cái nhu cầu của khách hàng. Và cái từ establish ở đây là thiết lập hay là thành lập, phải không nào? Chúng tôi đã thiết lập, thành lập những cái quy định, quy tắc này. Vậy theo em cái từ establish gần nghĩa với từ nào? Em thấy cái câu B, câu C là hai cái câu mà mình biết nghĩa vào có phù hợp hay không? Chúng tôi đã khôi phục những cái quy định, quy tắc, được không em? Không được, phải không nào? Câu C, chúng tôi đã chứa, đã bao gồm những cái quy định sau khi xem xét, cũng không được luôn, phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là câu A hay câu D thôi. Đáp án là câu A đây. Cái từ institute ở đây nó bằng với từ establish, có nghĩa là thiết lập hay là xây dựng ha. Ok, thiết lập cái quy định quy tắc hay là xây dựng lên cái quy định quy tắc ha. Câu 174, điều gì không được chỉ ra, không được nói đến trong cái information? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Cancellation request, những cái yêu cầu về việc hủy có thể được nộp qua điện thoại. Vậy từ khóa chính là cancellation request và phone, phải không nào? Rồi em giờ xem có không nha. Giờ tiếp ha. Ở đây có từ cancel nè em. Ở phía dưới có cái số điện thoại nè, đọc hai câu này nha. Clients, khách hàng có thể gửi email đến địa chỉ email này, hoặc là viết một cái lá thư đến cái bộ phận mà phụ trách về cái việc đặt chỗ của chúng tôi tại địa chỉ này, để mà cancel, hủy cái chuyến đi của họ với chúng tôi. Những khách hàng thì cũng có thể thực hiện cái yêu cầu như vậy, là cái yêu cầu về việc hủy đấy, bằng cách gọi đến số điện thoại này. Vậy là câu A có nhắc đến, có đề cập đến, phải không nào? Sở tiếp câu B ha. Passengers, những hành khách thì có thể thay đổi cái ngày của chuyến đi của họ nếu mà cần. Vậy từ khóa chính là change cruise dates, phải không nào? Rồi cùng nhờ xem có không em nhé. Giờ tiếp ha. Ở đây có từ cruise dates nè em. Ở đây có từ reschedule, có nghĩa là sắp xếp lại, lên lịch lại. Nó giống với lại thay đổi ngày, phải không nào? Vậy đọc câu này nha. Tất cả những cái yêu cầu cho việc sắp xếp lại, lên lịch lại cho một cái ngày đi khác á, thì được xử lý dựa trên cái nguyên tắc case by case. Vậy là khách hàng có thể thay đổi cái ngày của chuyến đi, phải không nào? Vậy là câu B có đề cập đến, có nhắc tới luôn ha. Rồi tiếp câu C đem. Additional charges, những cái phí thêm á, thì có thể là được impose, được áp dụng bởi cái công ty du lịch. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò cái từ khóa là từ nào em. Additional charge, phải không nào? Em dò xem có phí không. Đoạn này là không có rồi, phải không nào? Cái bảng này nói về cái gì vậy em? Cái bảng này là days until departure, là cái số ngày mà trước khi khởi hành. Refund amount là cái số tiền hoàn lại này em. Ví dụ như là trước cái ngày khởi hành 15 ngày hoặc là ít hơn thì không được hoàn lại. Rồi từ 16 ngày đến 30 ngày trước ngày khởi hành thì được 25%. Rồi 31 đến 60 ngày trước cái ngày khởi hành thì được hoàn tiền lại là 50% ha. Vậy cũng không có nói gì đến phí thêm hết, phải không nào? Đoạn cuối cũng không có luôn em. Vậy rất có thể đáp án là câu C ha. Nhưng mà để chắc hơn thì mình dò câu D đi em. Câu D là gì? Refund amounts,
cái số tiền, cái khoản tiền hoàn lại á, thì vary là khác nhau dựa trên cái ngày mà cách cái ngày khởi hành. Ok, vậy là câu đi có nói đến phải không nào, trong cái bảng đây cách 15 ngày hoặc ít hơn là không được hoàn lại nè. 16 đến 30 ngày là được 25%, rồi 31 đến 60 ngày là 50%, thì cái khoản tiền hoàn lại nó khác nhau ha. Vậy đáp án là câu C là không được nói đến trong cái bài ha. Câu 175, according to the information, theo như thông tin thì cái điều gì được yêu cầu cho cái việc cancellation, cho cái việc hủy? Về từ khóa chính là cancellation phải không nào? Xe bản trước nha câu A. A passenger number là cái số hiệu của hành khách. Câu B, thông tin liên hệ. Câu C, cái voucher đặt chỗ. Câu D, những cái form, những cái biểu mẫu đã được ký. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là cancellation nằm ở vị trí nào vậy em. Lúc nãy mình dò qua rồi phải không nào? Nó nằm ở cái câu này nè. Mà câu này lúc nãy mình dò rồi em, là hai câu này không có nói gì đến cái yêu cầu cả. Mình đọc tiếp câu còn lại đi em. Đây nè. In all cases, trong tất cả những trường hợp thì bạn phải cung cấp cho người đại diện của chúng tôi cái số điện thoại mà bạn có thể được liên hệ. Vậy thì em xem nè, yêu cầu của việc hủy là phải làm gì? Cung cấp số điện thoại, phải không nào? Phone number. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Có nhiều bạn sẽ vội vàng đánh câu A, tại vì câu A có từ number. Nhưng em để ý nè, câu A là cái số hiệu hành khách chứ không phải số điện thoại. Số điện thoại là câu nào vậy em? Câu B hay là thông tin liên hệ, được không nào? Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ policy là chính sách em. Cancellation là hủy hay là hủy bỏ ha. Cái chính sách về việc hủy đặt chỗ ở open water cruises. Cruise travel, cái việc đi lại hay là cái chuyến đi trên biển bằng tàu đó, thì involves. Mình có từ involve có nghĩa là gồm hay là bao gồm ha. Thì bao gồm cái việc planning, lên kế hoạch, và preparation có nghĩa là sự chuẩn bị hay là việc chuẩn bị. Bao gồm cái việc lên kế hoạch và những cái sự chuẩn bị long term là dài hạn cho cả cái con tàu và passengers là hành khách. Chúng tôi recognize là nhận ra đấy. Chúng tôi nhận ra rằng những du khách, những hành khách á, thì có thể là occasionally là thỉnh thoảng hay là thi thoảng ha. Những hành khách á, thì có thể là thỉnh thoảng cần phải thay đổi cái việc đặt chỗ của họ và đã tạo ra những cái quy định, những cái chính sách về việc hủy sau. Chúng tôi đã establish, mình có từ establish là thiết lập hay là thành lập ha. Chúng tôi đã thiết lập, thành lập nên những cái regulations, mình có từ regulations là quy định hay là quy tắc đem, quy định hay là nguyên tắc ha. Chúng tôi đã thiết lập nên những cái quy định, những cái nguyên tắc này sau khi take into consideration. Take something into consideration là xem xét việc gì ha. Sau khi xem xét the cost, cái chi phí, incur, mình có từ incur có nghĩa là phải chịu hay là phải gánh ha. Sau khi xem xét cái chi phí mà phải được chịu, được gánh bởi open waters cruises along with, cùng với những cái nhu cầu của khách hàng. Clients, khách hàng thì có thể gửi email đến địa chỉ email này hoặc là viết cái lá thư cho cái department, cái bộ phận, cái phòng ban phụ trách cái việc reservation là đặt chỗ đây, phụ trách cái việc đặt chỗ trước của chúng tôi tại cái địa chỉ này ha. Để mà cancel là hủy đem, để mà hủy cái trip là chuyến đi, để mà hủy cái chuyến đi của họ với chúng tôi. Trip, chuyến đi ha. Customers, các khách hàng thì cũng có thể make a request là thực hiện cái yêu cầu đem, cũng có thể thực hiện cái yêu cầu như vậy bằng cách gọi đến số điện thoại này. In all cases, trong tất cả những cái trường hợp, mình có từ case là trường hợp ha, thì bạn phải cung cấp cho representative là người đại diện đem. Bạn phải cung cấp cho người đại diện của chúng tôi phone number, số điện thoại mà bạn có thể được reach. Mình có từ reach là với tới hay có nghĩa là liên lạc nè em, mà bạn có thể được liên lạc ha. Tất cả những yêu cầu cho cái việc rescheduling, sắp xếp lại lịch, lên lịch lại cho một cái ngày khác á, thì được handle, mình có từ handle là xử lý hay là giải quyết ha, thì sẽ được handle, xử lý, giải quyết on a basis, mình có từ on a basis có nghĩa là dựa trên cái nguyên tắc gì đó ha, dựa trên cái nguyên tắc case by case là tùy theo từng trường hợp. Cancellation refund details là cái thông tin về refund là tiền hoàn lại đấy, thông tin về cái việc hoàn lại tiền cho cái việc hủy đó thì được liệt kê ở below là ở bên dưới ha. Days until departure, mình có từ departure có nghĩa là sự khởi hành đấy, là cái số ngày cách cái ngày khởi hành ha. Bên này là refund amount là số tiền hoàn lại đó. Cách ngày khởi hành 15 ngày hoặc ít hơn thì none là không có hoàn lại tiền nè. Cách ngày khởi hành 16 đến 30 ngày á, thì cái tiền hoàn lại là 25% ha. Cách 31 đến 60 ngày thì sẽ được hoàn lại là 50%. Và cách cái ngày khởi hành 61 ngày trở lên á, thì được hoàn lại toàn bộ cái số tiền luôn.
For inquiries, mình có từ inquiries có nghĩa là cái sự yêu cầu thông tin hay là hỏi thêm thông tin đen. Để mà hỏi thêm thông tin á, thì hãy gọi điện cho cái bộ phận phụ trách cái việc đặt dấu của chúng tôi tại cái toll free number. Mình có từ toll free number có nghĩa là cái số điện thoại miễn phí đen. À, tại cái số điện thoại miễn phí indicated được nêu ở bên trên ha, được chỉ ra ở bên trên. Mình có từ indicate có nghĩa là chỉ ra hay là chỉ rõ đó. Rồi tiếp, có 172 câu ai mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa, thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo hay là quảng bá đây. Câu A là để quảng bá một cái dịch vụ mới ha. Câu B mình có từ give instructions. Instruction là sự hướng dẫn, give instruction là đưa ra hướng dẫn ha. Method là phương thức hay là cách thức đem. Vậy câu B là đưa hướng dẫn về cái phương thức, cái cách thức để mà mua vé. Câu C mình có từ notify là báo tin hay là thông báo ha. Câu C là để báo tin thông báo cho hành khách về cái chuyến đi nó bị cancel, bị hủy. Câu D mình có từ modification, có nghĩa là sự thay đổi hay là sự chỉnh sửa đem, sự thay đổi ha. Procedure có nghĩa là thủ tục hay là quy trình. Về câu D có nghĩa là để describe, để miêu tả, mô tả về những cái thủ tục, quy trình, thay đổi cái việc đặt chỗ. Có 173 câu ai mình có từ institute, nó bằng với lại từ establish, có nghĩa là thành lập hay là thiết lập ha. Institute bằng với từ establish, thành lập hay là thiết lập. Câu B mình có từ restore là khôi phục. Câu C mình có từ contain là chứa hay là bao gồm ha. Câu D mình có từ convene có nghĩa là triệu tập hay là tập hợp, tụ họp đấy em. Triệu tập hay là tụ họp ha. Convene. Rồi, có 174 câu C mình có từ impose có nghĩa là áp dụng. Impose là áp dụng ha. Câu C là những cái mức phí thêm á sẽ có thể được áp dụng bởi cái công ty, cái đại lý du lịch. Câu D mình có từ vary, động từ là khác đấy em. Vary là khác ha, based on là dựa trên nè, departure là sự khởi hành. Vậy câu D có nghĩa là cái số tiền hoàn lại á, thì khác nhau dựa trên cái ngày mà cắt cái ngày khởi hành, cái số ngày mà cắt cái ngày khởi hành ha. Ok. Câu 176 đến câu 180 gồm có hai bài đọc, bài số 1 là quảng cáo, bài số 2 là một cái form đặt hàng ha. Câu 176, how can, làm thế nào, bằng cách nào thì khách hàng có thể nhận được discount, giảm giá. Vậy từ khóa chính là discount, form nào. Sẽ bán trước nha câu A. Bằng cách đặt hàng bulk là số lượng lớn nè. Câu B, bằng cách điền vào một cái khảo sát. Câu C, bằng cách sử dụng một cái thiết kế hiện tại. Câu C, bằng cách ghé đến cửa hàng mới. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là discount đang ở vị trí nào em nha. Có đầu tiên mình vào bài số 1 trước ha. Rồi đoạn thứ nhất có giảm giá không em? Không có form nào đoạn số 2 đi em. À, ở đây có từ discount, đọc câu này em nhé. Bạn có thể đặt hàng cái số lượng output mà bạn muốn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái giảm giá là 12% cho những cái đơn hàng lớn từ 200 cái trở lên. Vậy có nghĩa là để mà nhận được cái giảm giá đó em thì họ phải đặt hàng số lượng lớn từ 200 cái trở lên, form nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu A ha, phải đặt hàng số lượng lớn. Ở đây mình có từ bulk là đặt hàng số lượng lớn đó em. Ok. Câu 177. Điều gì được chỉ ra được nói về Mr. Okata? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Delivery, cái việc giao hàng của ông ấy đã được expedited theo yêu cầu. Câu B, ông ấy là coach, là huấn luyện viên của một cái đội bóng rổ ở trường. Câu C, thiết kế áo thun của ông ấy á được tạo ra bởi một cái thành viên ở trong khoa. Câu D, ông ấy sẽ phải trả thêm phí cho cái đơn hàng của ông ấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Okata đang ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 1 ha. Đoạn số 1 có nói gì đến Mr. Okata không em? Không có form nào đoạn số 2. Cũng không có luôn đoạn số 3. Cũng không có luôn form nào đoạn cuối cùng đi em. À, đây có từ additional charge là phí thêm đấy em. Có một cái đáp án là phí thêm là câu nào vậy em? Câu D em đọc lại nha, là ông ấy là Mr. Okata đó, là phải trả thêm phí cho cái đơn hàng của ông ấy. Và bây giờ em đọc thử câu này nha, bởi vì nó giống với lại đáp án. Mình đọc thử cho chắc nha. Đây nè, cái việc shipping, giao hàng, vận chuyển đến bất kỳ cái destination, cái điểm đến nào khác á, thì có thể á, là được tính thêm phí. Vậy thì em xem nè, cái địa điểm nào thì không bị tính phí. Đọc cái câu ở phía trước đi em. Chúng tôi cũng cung cấp delivery service, dịch vụ giao hàng free, miễn phí cho cái đơn hàng trên 20 cái. Từ 20 cái trở lên đến những cái thành phố là San Francisco, San Jose và Oakland. Còn cái việc giao hàng vận chuyển đến bất kỳ cái địa điểm nào khác á, thì có thể là thêm phí. Vậy bây giờ mình phải xem Okata có đặt hàng hay không và giao đến vị trí nào, địa điểm nào ha. Rồi em giờ tiếp đi, bài số 2 có không? Đây, bài số 2 có Mr. Okata này em.
Đây là một cái order form, một cái đơn đặt hàng ha. Thì Harry Okata đặt hàng nè, ngày đặt hàng nè, số điện thoại nè, delivery address, địa chỉ giao hàng. Địa chỉ giao hàng là ở đâu vậy em? Telegraph Avenue, Berkeley. Vậy là không có nằm trong ba cái thành phố được miễn phí, phải không nào? Vậy chắc chắn là Harry Okata phải trả phí thêm rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Là câu đi luôn ha. Ok. Câu 178. Ở trong cái advertisement, cái quảng cáo là bài số 1 á, thì cái từ create ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Equipped là trang bị nè. Câu B reverse. Mình không biết để đó ha. Câu C appear là xuất hiện nè. Câu D mình có từ produce là sản xuất hay là tạo ra. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ create đang ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Bài số 1, đoạn 1, dòng 3. Ở đây form nào, rồi đọc câu này em. Our team, cái đội specialist, những chuyên gia design, thiết kế của chúng tôi á, sẽ giúp cho bạn create được bất kỳ cái outfit nào mà bạn có thể tưởng tượng ra. Vậy create nghĩa là gì vậy em? Là tạo ra phải không nào? Một cái đội, những người chuyên gia thiết kế của chúng tôi á, sẽ giúp cho bạn tạo ra được bất kỳ cái outfit nào mà bạn có thể tưởng tượng ra. Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu đi ha, produce là sản xuất ra, là tạo ra đó. Ok. Câu 179, điều gì không được chỉ ra, không được nói về những chiếc outfit được yêu cầu bởi Mr. Okata? Vậy chắc chắn phải vào bài số 2 rồi, phải không nào? Bởi vì bài số 2 là một cái đơn đặt hàng của Mr. Okata mà. Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha, câu ai trước. Chúng sẽ được thanh toán, được trả tiền bằng thẻ tín dụng. Vậy từ khóa chính là pay và credit card, phải không nào? Sẽ em dò xem có không? Ở đây có từ phương thức thanh toán nè em. Em xem là Mr. Okata thanh toán bằng cách nào? Transfer, chuyển tiền qua ngân hàng. Và mình chọn được ngay đáp án là câu nào luôn em? Câu ai luôn ha, là câu ai không có được đề cập em. Mr. Okata thanh toán bằng cách chuyển tiền vào ngân hàng, chứ không có thanh toán bằng cách sử dụng thẻ tín dụng ha. Đáp án là câu ai, không cần dò BCD nữa. Câu 180, customers, những khách hàng thì nên làm gì nếu mà họ dissatisfied, không có hài lòng với những chiếc outfit của họ? Vậy từ khóa chính là dissatisfied, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Gửi email một cái đơn phàn nàn đã được điền thông tin. Câu B, gọi điện thoại đến số của một cái cơ sở, một cái địa điểm. Câu C, return, trả lại cái sản phẩm mà họ đã mua cho một cái quầy dịch vụ. Câu D, nộp cái original receipt, cái hóa đơn gốc cho Mr. Boswell. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ khóa này đang ở vị trí nào em nha. Câu cuối cùng rồi, mình dò cái đoạn cuối nha em. Rồi dò đoạn cuối trước ha. Rồi em xem nè. Ok, ở đây có từ customer complaint, có nghĩa là cái sự phàn nàn của khách hàng nè em, có nghĩa là khách hàng không hài lòng đó. Rồi mình đọc câu này thử nha. Nếu bạn muốn nộp một cái sự phàn nàn của khách hàng, có nghĩa là nếu mà bạn muốn phàn nàn về sản phẩm dịch vụ đó, thì vui lòng hãy gọi cho chúng tôi tại số điện thoại này, hoặc là ghé đến cái location, cái vị trí địa điểm này nè. Vậy thì em xem nè, để mà phàn nàn, để mà tỏ cái sự không hài lòng về sản phẩm thì họ sẽ gọi đến số điện thoại này, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu B là gọi điện thoại, phải không? Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Bài số 1 là một cái quảng cáo. San Francisco Custom T-shirts là tên của một cái cửa hàng thiết kế thun theo yêu cầu riêng của khách hàng. Want, có phải bạn đang muốn tìm một cái way, một cái cách. Quick là nhanh em, cheap, rẻ và simple, đơn giản. Để mà create, động từ create là tạo ra ha. Để mà tạo ra một cái t-shirt, một cái áo thun thật là đẹp, thật là ngầu, phải không? Hãy ghé đến San Francisco Custom T-shirts trên đường số 18 vào weekdays. Mình có từ weekdays là những ngày trong tuần ha. Vào những ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đội ngũ những specialist, mình có từ specialist là chuyên gia ha. Đội ngũ những chuyên gia thiết kế của chúng tôi á, sẽ giúp bạn create, tạo ra bất kỳ cái outfit nào mà bạn có thể imagine, là tưởng tượng đem, mà bạn có thể tưởng tượng ra, bạn có thể nghĩ đến. Sử dụng những cái nguồn hình ảnh và đa dạng những cái phông chữ, và thousands of là hàng nghìn, hàng ngàn đem, và hàng nghìn những cái choices, mình có danh từ choice là sự lựa chọn ha, và hàng nghìn những cái sự lựa chọn về màu sắc. Not just that, không những như vậy mà chúng tôi còn in photographs, những cái bức ảnh hoặc là bất kỳ những cái loại file nghệ thuật nào mà bạn mang đến cho chúng tôi. Provided that có nghĩa là miễn là đem, provided that là miễn là ha, miễn là chúng dưới 50 megabytes. Bạn có thể order là đặt hàng ha. Bạn có thể đặt hàng cái số lượng áo thun như là cái ý của bạn muốn. Và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giảm giá là 12% cho những đơn hàng lớn từ 200 cái trở lên. Chúng tôi có thể complete. Động từ complete là hoàn tất hay là hoàn thành đây. Chúng tôi có thể hoàn thành hầu hết công việc trong vòng từ 1 đến 3 ngày. Với những đơn hàng lớn hơn á, thì thường là sẵn sàng để mà pick up. Mình có từ pick up là lấy hay là nhận, ở đây là lấy hàng, nhận hàng đấy em. Đối với những đơn hàng lớn hơn thì thường là sẵn sàng để mà khách hàng nhận hàng, lấy hàng là trong vòng 1 tuần.
Tất cả những cái áo của chúng tôi đều được làm từ vải cotton Mỹ, được woven. Mà có từ woven là động từ cột 3 của từ weave, có nghĩa là dệt đem. Weave, wove, woven là dệt ha. Được dệt finely, rất là đẹp. Và giá của chúng tôi là thuộc dạng thấp nhất trong thành phố này. Với cái model, mình có từ model là cái mẫu đem. Với cái mẫu trắng cơ bản cùng với cái việc in 4 màu á, thì nó khởi điểm là $12 một cái. Bạn cũng sẽ có thể chọn cái color, cái màu sắc cho cái material, là cái vật liệu hay là cái chất liệu đem. Và select, chọn cái kiểu màu khác nhau, bao gồm là sleeve. Mình có từ sleeve là tay áo ha, bao gồm là tay áo ngắn và dài nè, cũng như là cái collars là cái cổ áo ha, collars là cổ áo, cũng như là cái cổ áo cổ hình chữ V hoặc là regular là thông thường. Tất cả những cái này đều có thể được cung cấp ở bất kỳ cái size, cái kích cỡ mà bạn cần. Chúng tôi cũng cung cấp service, dịch vụ delivery là giao hàng đem. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giao hàng free, miễn phí cho những cái đơn hàng từ 20 cái trở lên đến cái thành phố như là San Francisco, San Jose và Oakland. Shipping, cái việc giao hàng vận chuyển đến bất kỳ cái destination là điểm đến nè. Đến bất kỳ cái điểm đến nào khác thì cũng có thể được sắp xếp, nhưng mà sẽ đóng thêm phí, additional charge là thêm phí đem. To learn more, để biết thêm về, để tìm hiểu thêm về những cái sự cung cấp sản phẩm của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi và giá cả, thì vui lòng hãy truy cập website này. Từ hôm nào, rồi tiếp bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái order form, một cái đơn đặt hàng ha. Người đặt hàng là Harry Okata. Ngày đặt hàng là ngày 14 tháng 3. Số điện thoại nè, delivery address là địa chỉ giao hàng đó, if applicable, nếu mà có thể áp dụng, nếu mà phù hợp ha. Tên công ty hay là cơ sở kinh doanh hay là tổ chức, elementary school có nghĩa là trường tiểu học nè. Trường tiểu học North Park. Pick up là nhận hàng hay là lấy hàng ha. Ngày nhận hàng, ngày lấy hàng hay là delivery day là ngày giao hàng á, là ngày 16 tháng 3. Email nè. Payment method là phương thức thanh toán. Ở đây mình có từ transfer là chuyển đem. Và ở đây là chuyển tiền qua ngân hàng ha. Order description. Mình có từ description có nghĩa là sự miêu tả hay là sự mô tả đó. Sự miêu tả, sự mô tả của đơn hàng. 20 cái áo thun trắng basic cơ bản dành cho trẻ em, với lại cái dòng ký tự capital là in hoa đen, màu xanh, là North Park Intramural Basketball Team. On the rear side, mình có từ rear side là mặt sau đen, ở mặt sau cái áo ha, ở mặt sau cái áo bằng cái phông chữ này nè. The front side là cái mặt trước đen, front side là mặt trước ha. Cái mặt trước của cái áo thì sẽ display, sẽ thể hiện cái logo của trường, màu xanh nè, màu trắng và màu vàng. Thì cái file của cái logo đã được cung cấp rồi. Sizes, kích cỡ cần á, là 5 cái large, 5 cái lớn, 5 cái L đấy em, 11 cái medium, 11 cái trung bình hay là size M ha, và 4 cái small, 4 cái nhỏ là size S đó. Rồi 4 cái áo thun trắng cơ bản, adult là dành cho người lớn, dành cho coaches. Mình có từ coach là huấn luyện viên ha, huấn luyện viên, dành cho huấn luyện viên. Với cái specification, mình có từ specification là đặc điểm nè. Với những cái đặc điểm giống như là ở trên ha. Sizes, kích cỡ cần á, là 2 cái medium, 2 cái size M và 2 cái large, 2 cái size L ha. Total number, tổng cái số products, sản phẩm á, đặt hàng là 24 cái. Cái người đặt hàng á, là Sam Boswell. Note, lưu ý, no refunds, không có cái sự hoàn tiền nào cho cái việc trả lại áo thun thì được cho phép. Có nghĩa là trả lại áo thun thì không có được hoàn tiền ha. Nếu bạn muốn thực hiện cái việc phàn nàn á, hay là bày tỏ cái sự không hài lòng, thì vui lòng hãy gọi cho chúng tôi tại số điện thoại này, hoặc là ghé đến cái location là vị trí địa điểm nè. Vị trí địa điểm của chúng tôi tại cái số này nè. Downtown là trung tâm ha, ở trong cái khu trung tâm San Francisco. Được không nào? Rồi tiếp. Có 176, câu ai mình có từ bulk, có nghĩa là số lượng lớn nè. Bulk order là đặt hàng số lượng lớn ha. Câu bên mình có từ survey là khảo sát. Có 177, câu A mình có từ expedite. Expedite có nghĩa là xúc tiến, đẩy nhanh. Và chỗ này có nghĩa là giao hàng nhanh đấy em. Câu A là cái việc giao hàng của ông ấy được xúc tiến, được đẩy nhanh, được giao hàng nhanh. Upon request là theo yêu cầu ha. Theo yêu cầu, upon request là theo yêu cầu. Câu C mình có từ faculty. Mình có từ faculty có nghĩa là khoa đấy em. Một cái khoa trong một cái trường ha. Rồi tiếp câu 178, câu A mình có từ equip. Động từ equip là trang bị. Mình có danh từ equipment là trang thiết bị đây. Còn động từ là trang bị ha. Câu B mình có từ reverse
là đảo ngược lại, đảo ngược ha. Câu 179, câu B mình có từ elementary school là gì em? Ở trường tiểu học ha. Rồi tiếp câu 180, câu C mình có từ return là gì? À, trả lại, purchase. Purchase, từ này vừa là động từ vừa là danh từ. Nếu động từ là mua, còn danh từ là các sản phẩm, các hàng hóa đã được mua. Rồi tiếp service là dịch vụ nè, counter là quầy. Vậy service counter là quầy dịch vụ ha. Rồi câu D mình có từ submit là gì? À, là nộp ha. Original là gốc hay là ban đầu á? Gốc hay là ban đầu. Receipt là gì em? Hóa đơn ha. Vậy câu D có nghĩa là nộp cái hóa đơn gốc là cho Mr. Boswell được không nào? Câu 181 đến câu 185 gồm có hai bài đọc về hai cái email ha. Câu 181, điều gì được đề cập, được nhắc đến về ngôi nhà của Mr. Summers? Về từ khóa chính là Mr. Summers' house form nào? Sẽ bản trước nha câu A. Nó đã có những cái occupants trước đây. Câu B, nó là một cái tòa nhà one story, một tầng. Câu C, nó có những cái characteristic, những cái đặc điểm hiện đại. Câu D, nó đã được xây vào năm ngoái. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa là Mr. Summers' house nằm ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình vào bài số 1 luôn ha. Mr. Summers chính là người gửi cái email này phải không nào? Và em dò xem có chỗ nào nói gì cái nhà của ông ấy hay không. Ở đây có từ my new house nè em, là ngôi nhà mới của tôi. Của tôi chính là của Mr. Summer phải không nào? Và mình dò từ đầu luôn em nhé. Cái email này được gửi đến cho Martha Kell, gửi từ Mark Summer. Chủ đề là đồ nội thất ha. Ngày gửi nè. Attachment tập đính kèm là những cái bức ảnh về đồ nội thất. Dear Martha, cảm ơn bạn rất nhiều vì cái email ngày hôm qua, bao gồm những cái hình ảnh và những cái thông tin về một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn nhận thấy rằng nó có thể là appropriate, là phù hợp với lại ngôi nhà mới của tôi. Chưa chọn đề bán, phong nào đọc tiếp nha. Tôi có thể nhận thấy rằng là bạn have a clear idea, bạn hiểu biết rõ về cái thiết kế và cái diện mạo mà tôi đang chọn. Tôi appreciate, tôi đánh giá cao, tôi cảm kích cái sự nỗ lực của bạn. Tôi đã selected, tôi đã chọn một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn đã đề xuất, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng sẽ match, sẽ phối rất là hợp với lại cái diện mạo contemporary, là gì em, là đương đại hiện đại á, với cái diện mạo đương đại hiện đại của ngôi nhà này. Vậy thì em xem là cái ngôi nhà này chính là ngôi nhà của Mr. Summers phải không nào? Mà ngôi nhà này nó làm sao em? À, nó hiện đại nè em. Vậy đáp án là câu nào về em hả? À, câu C phải không nào? Nó có những cái đặc tính, những cái đặc điểm hiện đại ha. Câu 182, Mr. Summers đã gửi cái gì cho Miss Gell? Sẽ bán trước nha câu A. Những kế hoạch thiết kế interior, nội thất cho một ngôi nhà. Câu B, những cái mẫu sơn. Câu C, những cái bức ảnh và những cái đồ dùng vật dụng của ông ấy. Rồi lúc nãy mình có dò email số 1 đem, là mình thấy Mr. Summer có đính kèm những cái bức ảnh gửi cho Miss Gell phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem những cái bức ảnh đó có phải là về vật dụng hay là đồ dùng của ông ấy hay không nha. Đây nè, Mr. Summers gửi email này đến cho Miss Gell. Và đính kèm thêm những cái bức ảnh về đồ nội thất cho Miss Gell nè em. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta phải tìm xem là những cái đồ nội thất này có phải là thuộc sở hữu của Mr. Summers hay không, hay là của một cái cửa hàng nào khác. Rồi bây giờ mình dò xuống cái nội dung ở phía dưới đem, xem có chỗ nào nói về cái attachment, cái tập đính kèm hay không. Ở đây cái từ attach này, đọc câu này thử em nha. Đính kèm cùng với email này á là những cái bức ảnh về một số cái đồ đạc, đồ nội thất mà tôi sẽ mang vào cùng với tôi vào căn nhà mới của tôi. Ok, vậy thì em xem nè, những cái đồ này có phải là của Mr. Summers hay không? À, phải thì ông ấy mới mang vào nhà được chứ, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào luôn em? À, câu C luôn ha, là Mr. Summers đã gửi cho Miss Gell một số cái bức ảnh về những cái đồ đạc, những cái vật dụng của ông ấy ha. Câu 183, cái điều gì được chỉ ra, được nói về cái ghế sofa dành cho hai người? Về từ khóa chính là two person sofa, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Nó là cái đồ second hand ha. Câu B, nó thì sẽ không có phù hợp, không có vừa vặn, không có thích hợp trong cái phòng nhạc. Câu C, nó thì incompatible with cái đồ đạc khác. Câu D, nó thì toàn bộ là màu trắng, hoàn toàn là màu trắng. Sau đây mình sẽ cùng vào xem từ khóa là two person sofa nằm ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 1 xem có không em. Rồi ở đây có từ two person sofa này em, đọc câu này thử nha. For the music room, tới với phòng nhạc á, thì cái ghế bằng da từ cái hiệu này nè, và cái sofa hai người in black, màu đen từ cái hiệu này. Vậy từ câu này đi, mình suy được một điều là gì thôi, là Mr. Summers dự định chọn cái ghế sofa hai người cho các phòng nhạc, và cái ghế sofa hai người này nó màu đen phải không nào? Vậy mình loại đáp án là câu nào vậy em? Mình loại câu đi phải không, nó hoàn toàn màu trắng là sai. Còn ba câu còn lại mình chưa có thông tin để chọn phải không nào? Vậy mình đọc tiếp nha, rất có thể nó là câu liên hệ đó em. Em vào đoạn này xem có không. Không có nói gì đến cái phòng nhạc hay là cái sofa hai người cả phải không nào?
Vậy mà nhờ tiếp bài số 3 đi, em xem có nói gì đến two person sofa hay không. Ở đây có từ two person sofa nè, em đọc câu này thử nha. Tôi thật sự là không có bất kỳ cái issues, vấn đề gì với lại những cái đồ nội thất mà bạn đã chọn mua. Nhưng mà tôi muốn nói rằng á, là cái ghế sofa dành cho hai người ngồi dường như là too big, quá lớn với không gian mà bạn có. Vậy có nghĩa là cái two person sofa này nó quá lớn, nó không phù hợp với lại cái phòng nhạc, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, cô Bi phải không? Nó sẽ không có vừa vặn, không có phù hợp với lại cái phòng nhạc ha. Ok. Câu 184. Miss Gail rất có thể là ai? Sẽ bán đi nha cô A. Employee, nhân viên tại một cái cửa hàng đồ nội thất. Cô B, representative, một người đại diện bên phía cung cấp phần cứng. Cô C, decorator, cái người trang trí nội thất nhà cửa. Cô D, photographer, nhiếp ảnh gia thương mại. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò thông tin xem Miss Gail là ai anh nha. Lúc nãy em mình dò ở bài số 1 thì Miss Gail chính là người nhận cái email này, form nào? Mr. Summer chính là người gửi email và Mr. Summer nói với Miss Gail rằng Dear Martha chính là Miss Gail đó. Thank you, cảm ơn bạn. Rất nhiều vì cái email ngày hôm qua bao gồm những cái hình ảnh và thông tin về một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn nhận thấy rằng nó appropriate, nó phù hợp với ngôi nhà mới của tôi. Rồi Mr. Summer cũng nói là gì đây? Tôi đã chọn một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn đã đề xuất. Và Miss Gail đề xuất những cái gì với em? Toàn bàn ghế phải không nào? Em xem nè. Những cái sản phẩm ý đây là gì? Đối với phòng khách á, thì là armchair là ghế nè. Rồi đối với phòng ăn á, là gì đây em? À, ghế nè, rồi bàn nè. Rồi kitchen, nhà bếp á, thì là ghế nè, rồi lại bàn nè. Rồi phòng nhạc á, thì ghế nè. Rồi sofa nè. Vậy đây chính là đồ nội thất phải không nào? Vậy Miss Gail chính là người tư vấn cho Mr. Summer xem những cái đồ vật nào, những cái món đồ nội thất nào nó phù hợp với nhà của Mr. Summer phải không nào? Vậy thì Miss Gail rất có thể là ai em? Rất có thể là nhân viên của một cái cửa hàng đồ nội thất cũng được phải không nào? Hoặc là một cái người trang trí nội thất cho nhà. Còn cô Bi á, là cung cấp phần cứng là không phải rồi nè. Cô T là nhiếp ảnh gia cũng không phải luôn em. Vậy bây giờ câu A hay câu C á, để chọn được á, thì bây giờ mình dò tiếp đi em. Dò tiếp thông tin nha. Em dò xem bài số 1 chỗ nào mình chưa dò. Đoạn cuối phải không nào? Đọc đoạn cuối thử đi. I look forward to, tôi mong đợi, tôi trông mong được gặp bạn, có nghĩa là được gặp Miss Gail đi em, một lần nữa vào tuần tới để mà xem những cái đề xuất design thiết kế của bạn và biết tìm hiểu một số cái tính năng, cái đặc điểm khác mà bạn dự định đưa vào trong cái bản kế hoạch thiết kế của bạn. Vậy thì em xem nè, Miss Gail có tạo ra những cái đề xuất thiết kế cho ngôi nhà của Mr. Summers phải không nào? Vậy thì theo em, nhân viên cửa hàng đồ nội thất hay là cái người trang trí nội thất thì tạo ra những cái bản đề xuất thiết kế chỉ có thể là câu C thôi phải không nào? Ok, đáp án là câu C ha. Câu 185. Martha Gail sẽ làm gì vào tuần tới? Về từ khóa chính là next week phải không nào? Sẽ bán đi nha cô A. Cho Mr. Summer xem in person trực tiếp một số cái mẫu vật liệu hay là chất liệu ha. Cô B, chuyển một số cái đồ nội thất cho khách hàng. Cô C, yêu cầu cái sự thay đổi màu sơn từ nhà cung cấp. Cô D, yêu cầu nhóm của cô ấy phát triển một số cái mẫu thiết kế. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem next week đang ở vị trí nào em nha. Câu cuối thì thường mình dò đoạn cuối trước cho nhanh ha. Rồi em dò xem có không? Ở đây form nào? Đọc câu này thử nha. Tôi cũng có và tôi ở đây chính là ai vậy em? Em xem là email số 2 là cái email gửi đến cho Mr. Summer, gửi từ Martha Gail. Vậy tôi ở đây chính là Martha Gail, phải không nào? Rồi đọc tiếp em nha. Tôi cũng có một số cái samples, cái mẫu fabric là vải đó, dành cho rèm và nệm gối mà chúng ta có thể go through, xem qua together cùng với nhau trong buổi gặp của chúng ta vào tuần tới ngày 29 tháng 6. Vậy vào tuần tới thì Martha Gail làm gì với em? Martha Gail sẽ gặp Mr. Summer và hai người sẽ cùng nhau xem một số các mẫu vải, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, cô ấy, phải không? Là Martha Gail sẽ cho Mr. Summer xem trực tiếp, bởi vì họ gặp nhau trực tiếp mà, một số cái mẫu vật liệu, chất liệu. Vật liệu, chất liệu ở đây chính là vải, phải không nào? Đáp án là câu A ha. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Martha Gail, gửi từ Mark Summers. Chủ đề là furniture, có nghĩa là đồ nội thất hay là đồ đạc các em. Ngày gửi là 25 tháng 6. Attachment tập đính kèm là những cái bức hình về đồ nội thất ha. Dear Martha, cảm ơn bạn rất nhiều về cái email ngày hôm qua, bao gồm những cái photographs, những cái bức hình và những cái thông tin về một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn nhận thấy rằng nó có thể là appropriate, có nghĩa là phù hợp hoặc là thích hợp đấy. Appropriate, phù hợp hay là thích hợp ha, mà bạn nhận thấy rằng nó có thể là phù hợp với lại ngôi nhà mới của tôi. Tôi có thể nhận thấy rằng á, là bạn have a clear idea. Mình có cụm là have a clear idea, có nghĩa là hiểu hoặc là biết rõ về cái gì ha. Tôi nhận thấy rằng á, là bạn hiểu hoặc là biết rõ về cái thiết kế
và cái kiểu dáng mà tôi đang chọn. Và tôi appreciate có nghĩa là cảm kích hoặc là đánh giá cao ha. Tôi cảm kích đánh giá cao cái effort, cái sự nỗ lực của bạn. Tôi đã selected, tôi đã chọn một số cái món đồ, cái sản phẩm mà bạn đã recommend. Mà cái từ recommend là đề xuất hay là đề nghị đấy. Mà bạn đã đề xuất as bởi vì tôi nghĩ rằng chúng thì sẽ match, là phù hợp, là phối rất là hợp với cái kiểu dáng contemporary, là đương đại hay là hiện đại đấy. Contemporary là đương đại hoặc là hiện đại ha. Nó sẽ phối rất là hợp với lại cái kiểu dáng hiện đại của ngôi nhà này. Và cùng với những cái món đồ trang trí và furnishings là đồ nội thất mà tôi đã có. For the living room là đối với phòng khách đó, thì tôi chọn cái ottoman là một loại ghế đệm dài đấy, hiệu Benetton, và một cái armchair, một cái ghế bành ha. Đối với dining room là phòng ăn, thì tôi chọn những cái chairs, những cái ghế back có lưng tựa hai là cao nè, oak bằng gỗ sồi, và cái bàn ăn hiệu này nè. For the kitchen, đối với nhà bếp á, thì chọn một bộ gồm hai ghế gỗ và một cái bàn tròn nhỏ hiệu Best West. Đối với music room là phòng âm nhạc đó, thì chọn một cái ghế leather là bằng da đấy em, từ cái hiệu này ha, và một cái sofa dành cho hai người in black, màu đen, từ cái nhãn hiệu này. Và ở đây mình có từ interiors, có nghĩa là nội thất đấy, ở bên trong hay là nội thất ha, thì đây là một cái nhãn hiệu về đồ nội thất, được không nào? Rồi tiếp theo mình có từ attach là đính kèm ha. Đính kèm cùng với email này á là một số cái bức ảnh về một số cái furniture items, một số cái đồ nội thất mà tôi sẽ mang cùng với tôi vào ngôi nhà mới của tôi. Tôi hy vọng rằng là bạn có thể incorporate, có nghĩa là đưa vào đấy, đưa vào ha. Tôi hy vọng là bạn có thể đưa chúng vào những cái bản thiết kế cuối cùng của bạn. Tôi cũng đã ghé qua cái chỗ này nè để mà xem thử những cái sự lựa chọn về các loại sơn như bạn đã đề xuất, giới thiệu. Tôi thật sự rất là thích những cái hues. Mình có từ hue là màu sắc đấy. Tôi thật sự rất là thích những cái màu sắc mà bạn đã đề xuất cho cái khu vực ăn và nhà bếp. Nhưng tôi nghĩ rằng là tôi thích cái màu gì đó mà nó less colorful, nó ít sặc sỡ, nó ít sáng hơn màu vàng cho phòng khách và phòng âm nhạc. Tôi nghĩ rằng là tôi muốn cái màu gì đó mà nó neutral. Mình có từ neutral là trung lập hay là trung tính em. Tôi thích cái màu gì đó mà nó trung tính hơn, trung lập hơn, như là màu trắng, màu nâu hoặc là màu xám. Tôi mong đợi được mid-worth. Mình có từ mid-worth là gặp gỡ ai để mà thảo luận hay là bàn bạc về cái vấn đề gì đó ha. Tôi mong đợi được gặp lại bạn vào tuần tới để mà thảo luận bàn bạc, để mà xem á những cái proposals, những cái bản đề xuất, những cái sự đề xuất thiết kế của bạn, và để biết một số cái feature. Mình có từ feature danh từ là đặc điểm đây. Và để biết được về một số cái đặc điểm khác mà bạn dự định đưa vào, rồi ký tên ha. Bài số 2 là cái email gửi đến cho Mark Summers, gửi từ Martha Kell. Chủ đề là phản hồi lại cái furniture, cái đồ đạc, đồ nội thất ha. Ngày gửi là 25 tháng 6. Hi Mark. Cảm ơn bạn vì đã gửi cho tôi những cái bức ảnh. Bạn có một số cái món đồ rất là đẹp. Và tôi đã bắt đầu incorporating. Vừa mới gặp là gì vậy em? Incorporate là đưa vào đúng không? Tôi đã bắt đầu đưa chúng vào cái bản kế hoạch thiết kế nhà hoặc là cái sơ đồ thiết kế nhà của bạn. I don't really have. Tôi thật sự là không có bất kỳ cái issue. Mình có từ issue là vấn đề đấy em. Tôi thật sự là không có bất kỳ cái vấn đề gì với là những cái đồ đạc, đồ nội thất mà bạn đã chọn để mà purchase. Mà cái từ purchase tạm từ là bằng với từ buy, là mua đấy, mà bạn đã chọn mua. Nhưng mà tôi cần phải nói là cái sofa, cái ghế sofa dành cho hai người á, thì dường như là quá lớn với cái không gian mà bạn có. Bạn có lẽ là nên consider, mình cái từ consider là xem xét đấy. Bạn có lẽ là nên xem xét chọn cái armchair, cái ghế một chỗ ngồi, có nghĩa là ghế dành cho một người á, có cùng kiểu dáng và được sản xuất bởi cùng cái công ty. As bởi vì nó sẽ fit, mình có từ fit là vừa vặn hay là phù hợp đây. Bởi vì nó sẽ vừa vặn phù hợp hơn với lại cái location, là cái vị trí hoặc là địa điểm ha, với cái vị trí đó, được không nào? With regard to là liên quan đến đây, liên quan đến những cái màu sơn á, thì tôi sẽ tiến hành và đặt hàng mua những cái sơn màu xanh nè, màu vàng cho kitchen là nhà bếp và phòng ăn. Respectively có nghĩa là lần lượt hoặc là theo thứ tự đây. Lần lượt hoặc là theo thứ tự ha, có nghĩa là gì nè? Tôi sẽ đặt hàng mua sơn màu xanh và sơn màu vàng lần lượt á, là cho phòng bếp và cho phòng ăn. Có nghĩa là màu xanh thì cho nhà bếp, còn màu vàng thì cho phòng ăn, được không nào? Nếu mà bạn muốn cái màu gì đó nó neutral, nó trung lập, nó trung tính á, cho hai phòng còn lại mà bạn đề cập, thì tôi nghĩ rằng là cái màu beige, mình có từ beige là cái màu kem kem đấy,
và ivory là cái màu nó ngà ngà ha, thì sẽ rất là hợp với lại cái furnishings, là những cái đồ đạc hoặc là đồ nội thất đen mà bạn đã chọn. However, tuy nhiên, nếu mà bạn thích màu nâu hoặc là màu xám á, thì tôi cũng có thể chọn hai cái màu này. Anyway, dù sao đi nữa, thì cái nhóm của tôi á, và tôi đã làm việc rất là cực lực, rất là chăm chỉ trong cái project, mình có từ project là dự án nè, trong cái dự án lần này ha. Tôi cũng có một số cái mẫu fabric, mình có từ fabric là vải nè, vải vóc đó ha, dành cho curtain là rèm, mấy cái rèm cửa đó ha, dành cho rèm, và cushion là nệm hay là gối đen. Và chúng ta có thể go through là xem qua ha, go through xem qua together cùng với nhau trong cái lần gặp vào tuần tới vào ngày 29 tháng 6. In the meantime, trong lúc chờ đợi, trong lúc này thì vui lòng hãy thoải mái get in touch là liên hệ hay là liên lạc đấy em. Vui lòng hãy liên hệ, hãy liên lạc, hãy thoải mái liên lạc nếu mà bạn có bất kỳ cái request là cái yêu cầu, requirements là cái yêu cầu hay cái đề nghị đấy em. Nếu bạn có bất kỳ cái yêu cầu hay cái đề nghị nào khác, sợ ký tên. Có 181 của em mình có từ previous là trước đây ha. Occupants là người thuê hay là người ở đây. Người đã ở là cái ngôi nhà đó ha. Câu A là nó lại có những cái người thuê hay là người ở trước đây. Rồi, câu B mình có từ story. Story kiểu này có nghĩa là tầng đem, tầng lầu đó ha. Tầng. Rồi, câu C mình có từ characteristic là đặc điểm hay là đặc tính ha. Characteristics, đặc điểm hay là đặc tính. Rồi, câu 182 mình có từ interior. Lúc nãy gặp rồi là gì em? Là bên trong hay là nội thất ha. Belongings là những cái đồ dùng hay là vật dụng đem. Đồ dùng hay là vật dụng cá nhân ha. Đồ dùng hay là vật dụng thuộc sở hữu cá nhân đó. Câu 183, câu C mình có từ incompatible with, có nghĩa là không có tương xứng hay là không có hợp với ha. Trái nghĩa với nó là compatible, là tương xứng hay là hợp đây. Compatible with là tương xứng hay là hợp ha. Câu D mình có từ entirely là toàn bộ hay là hoàn toàn đấy em. Entirely là toàn bộ hoặc là hoàn toàn ha. Câu D là nó toàn bộ là màu trắng, nó hoàn toàn là màu trắng ha. Câu 184, mình có từ supply là cung cấp nè, representative là người đại diện, gặp rất nhiều đấy ha. Người đại diện ở cái bên cung cấp phần cứng. Câu D mình có từ commercial là thương mại đấy em. Câu 185, câu A mình có từ material là gì? Vật liệu, chất liệu hay là nguyên liệu ha. Ok.